Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 3 ngày 19 tháng 3 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 28 của Bộ Chính trị khóa 10, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Toàn tỉnh có 425 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 4,4 tỷ đô la Mỹ. Giải pháp tăng các nguồn thu ổn định để hạn chế phụ thuộc thu từ thuế đất. Kỹ thuật phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa. Vì sao tỷ lệ vượt tuyến, chuyển tuyến tại các trung tâm y tế tuyến huyện vẫn ở mức cao? Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 28 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 28, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy chính quyền cơ quan quân sự các ban ngành đoàn thể địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ trong thời bình và thời chiến, tiềm lực, sức mạnh của khu vực phòng thủ được xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao biểu dương Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp các ngành địa phương trong 10 năm qua đã quán triệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Hệ thống cơ chế chính sách từng bước được hoàn thiện, cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, các ban ngành đoàn thể địa phương, nòng cốt là cơ quan quân sự, công an làm tham mưu và tổ chức thực hiện được vận hành thông suốt, hiệu quả. Nhận thức trách nhiệm của toàn dân được nâng lên, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, khả năng phòng thủ của đất nước được tăng cường, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời rút kinh nghiệm những nội dung còn hạn chế, đồng thời bổ sung những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện nghị quyết 28 vào thời gian tới. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Sự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hội nghị đã nhìn lại công tác tuyên truyền trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch những năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ tuyên truyền cho lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch năm 2019, trong đó tăng cường thời lượng tuyên truyền, mở nhiều chuyên mục chuyên đề để truyền tải những nét đẹp trong đời sống văn hóa xã hội cũng như các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Cùng với đó là lĩnh vực du lịch và gia đình. Mặt khác, các cơ quan báo chí cần phản ánh những địa phương chưa làm tốt việc thực hiện nếp sống văn hóa. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên đã ký việc phối hợp công tác tuyên truyền năm 2019 trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, đã có 425 dự án của các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn đăng ký 4,4 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, có 216 dự án đầu tư vào khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp Phố Nối A và 209 dự án đầu tư vào ngoài các khu cụm công nghiệp khác. Trong các nước, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh, Nhật Bản dẫn đầu về số lượng dự án cũng như tổng vốn đầu tư đăng ký, hiện đang có 156 dự án đầu tư với tổng số vốn trên 2,9 tỷ đô la Mỹ. Đứng thứ hai là các nhà đầu tư Hàn Quốc có 128 dự án với tổng số vốn gần 650 triệu đô la Mỹ. Với ưu thế có nhiều thuận lợi từ vị trí địa lý, nguồn lao động có tay nghề cao cùng môi trường đầu tư thông thoáng, Hưng Yên sẽ tiếp tục là điểm đến đầu tư của nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Việc thu hút dự án vào đầu tư theo hướng chỉ lựa chọn tiếp nhận những dự án có công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường, dự án thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong thời gian gần đây, một số huyện quá chú trọng vào các nguồn thu từ sử dụng đất. Đây tuy là nguồn thu quan trọng, song về lâu dài vẫn phải coi trọng các nguồn khác có tính chất ổn định hơn, đặc biệt là thuế ngoài quốc doanh và các khoản thu khác. Trong năm 2018 và các tháng đầu năm 2019, một số huyện nguồn thu từ tiền thuê đất khá cao. Có những địa phương, việc thu thuế từ đấu giá sử dụng đất chiếm trên dưới 50% tổng số nguồn thu. Việc tích cực đấu giá đất là chủ trương chung của tỉnh để lấy vốn xây dựng hạ tầng cơ sở, đặc biệt là các địa phương đang thiếu vốn để xây dựng nông thôn mới, không trông chờ, ỷ lại vào các nguồn vốn cấp trên. Tuy nhiên, ngành thuế ở các huyện vẫn xác định phải tiếp tục mở rộng các nguồn thu từ thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu lệ phí và thu khác ngân sách, cũng như rà soát các khoản mà doanh nghiệp nợ đọng để đôn đốc thu. Coi đây luôn là nguồn thu có tính chất ổn định lâu dài và bền vững trong việc đóng góp cho tỉnh tự chủ thu ngân sách và có một phần đóng góp về trung ương. Ngay trong cái bản thân cán bộ rồi lãnh đạo của cơ quan thuế là cũng phải xác định trước hết về công tác tư tưởng là phải có quyết tâm. Thứ hai là phải rà soát và khai thác nguồn thu trên địa bàn để làm sao mà đảm bảo được cái thu kịp thời, nắm bắt được cái tình hình của các doanh nghiệp để mình có những cái biện pháp đôn đốc thu. Tại huyện Mỹ Hào, mặc dù là huyện công nghiệp của tỉnh, song nguồn thu thuế từ đất các năm 2017, 2018 vẫn cao. Chính vì vậy, lãnh đạo Chi cục Thuế huyện xác định phải liên tục rà soát các khoản thu từ thuế ngoài quốc doanh, nhất là các doanh nghiệp mới thành lập. Công ty Hà Dũng là một ví dụ, dù mới thành lập và đi vào hoạt động, mỗi năm chỉ nộp hơn 50 triệu đồng tiền thuế, song cán bộ thuế của huyện vẫn chú trọng tuyên truyền và hỗ trợ doanh nghiệp kê khai các khoản thuế. Vì vậy, lãnh đạo doanh nghiệp luôn xác định việc nộp thuế là nghĩa vụ phải tự giác chấp hành. Những cái năm đầu đầu tư mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng công ty cũng luôn luôn nhận thức rõ cái trách nhiệm của mình với xã hội, với bảo hiểm, đặc biệt là về nghĩa vụ về thuế. Công ty luôn luôn chấp hành rất nhanh chóng để đảm bảo cái nghĩa vụ của công ty cũng như trách nhiệm xã hội. Tự giác luôn luôn là kê khai đầy đủ những cái phát sinh về thuế. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng liên tục cải cách thủ tục hành chính, nuôi dưỡng nguồn thu, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp thuận lợi trong việc nộp thuế, kịp thời biểu dương các doanh nghiệp cá nhân nộp thuế tiêu biểu, đồng thời tăng cường thanh kiểm tra các doanh nghiệp chây ỳ, nợ đọng cũng như vận động các công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn tỉnh tiến hành kê khai và đóng thuế tại tỉnh để tăng nguồn thu cho tỉnh. Sáng nay, tại trường tiểu học An Tảo, thành phố Hưng Yên, báo Nhi Đồng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi và viết chữ đẹp, nét chữ, nét người tỉnh Hưng Yên năm học 2018-2019. Tham gia dự thi có 160 học sinh từ khối 2 đến khối 5 của 5 huyện thành phố là Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi và thành phố Hưng Yên. Các học sinh tham gia thi hai nội dung viết chữ đẹp và thi Trạng Nguyên nhí, gồm các kiến thức toán, tiếng Việt và khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, hấp dẫn như biểu diễn văn nghệ, thi đố vui, bốc số may mắn và nhận nhiều phần quà từ nhà tài trợ là công ty văn phòng phẩm Hồng Hà. Kết thúc ngày hội, 4 thí sinh đạt giải Trạng Nguyên và 4 thí sinh đạt giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp sẽ được tham dự ngày hội chung kết tại Văn Miếu Quốc tử Giám Hà Nội vào tháng 4 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, trường Trung học cơ sở Dị Chế huyện Tiên Lữ nằm liền kề đền thờ Hoàng Hoa Thám và đền Đậu An thuộc xã An Viên. Từ nhiều năm nay, đây là địa chỉ đỏ để nhà trường giáo dục lịch sử địa phương cho thế hệ trẻ. Hàng tháng, hàng quý hay mỗi ngày lễ lớn, các học sinh của trường Trung học cơ sở Dị Chế lại được các thầy cô cho đến đền thờ Hoàng Hoa Thám để tìm hiểu về vị danh tướng tài ba của quê hương Dị Chế. Các di tích khác như đền Đậu An, đình làng Nghĩa Chế, Phủ Bà cũng là những địa điểm được nhà trường thường xuyên lựa chọn để học sinh đi thực tế. Không chỉ được học tập tìm hiểu về văn hóa lịch sử, nhà trường còn tổ chức nhiều buổi lao động dọn dẹp tại khuôn viên các di tích để giáo dục cho các em ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo tồn các di tích. Thưa quý vị và các bạn, trong khi những bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh luôn trong tình trạng đông đúc, thậm chí là quá tải, thì một thực tế tại trung tâm y tế tuyến huyện, nhiều khoa phòng gần như thiếu vắng bệnh nhân. Tỷ lệ bệnh nhân vượt tuyến và chuyển tuyến vẫn ở mức cao. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Không giống với không khí đông đúc bệnh nhân tại các khoa phòng của bệnh viện tuyến trên, tại khoa phụ sản trung tâm y tế huyện Ân Thi lại rất vắng vẻ. Trung bình một ngày, khoa chỉ tiếp nhận khoảng 5 đến 6 trường hợp vào điều trị tại đây, trong đó chủ yếu là sản phụ sinh thường và một số bệnh nhân bị bệnh phụ khoa. Đặc thù ở cái tuyến huyện chúng tôi thì chưa có bác sĩ về chuyên để mổ đẻ, thì chúng tôi cũng có những cái thiệt thòi. Số lượng bệnh nhân mà đẻ khó là những con so đấy thì thường người ta cũng hay xin chuyển tuyến. Chính vì cái thiếu hệ thống bác sĩ mà đặc biệt là các bác sĩ chuyên sâu thì dẫn đến là trung tâm hiện nay là cái tỷ lệ chuyển tuyến còn cao. Đây là thực tế đã và đang diễn ra tại nhiều trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh ta. Hiện toàn tỉnh mới chỉ có một số trung tâm y tế thực hiện tốt phẫu thuật loại 3, còn lại đều thiếu nhân lực và máy móc về kỹ thuật này. Vì vậy, khi có những trường hợp chấn thương nặng hoặc sản phụ bắt buộc phải mổ thì đều được chuyển lên tuyến trên. Một trong những nguyên nhân nữa dẫn đến tỷ lệ chuyển tuyến, vượt tuyến ở các trung tâm y tế còn cao là do tâm lý của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân đến trung tâm y tế chỉ với mong muốn được chuyển lên tuyến trên điều trị. Bé bị viêm phổi chị ạ, cháu có triệu chứng thì gia đình cho xuống đây khám luôn cho yên tâm. Sau đó là khám ở đây rồi nên là hôm mà cháu uống thuốc không đỡ thì xuống đây luôn, để nếu có vấn đề gì thì nhập viện đây luôn. Cũng theo thống kê của Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, trung bình một tháng, bệnh viện điều trị nội trú cho khoảng 1.500 bệnh nhân, trong đó tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến, vượt tuyến chiếm gần 70%. Cái tỷ lệ bệnh nhân mà đến đây mà từ tuyến huyện khá là đông. Hầu như là khi mà em đi tuyến về tuyến dưới thì hầu như các bệnh nhân mà nhi điều trị ở tuyến dưới, đặc biệt là sơ sinh, là hầu như là không có. Hầu như là bệnh nhân, một là có thể là vượt tuyến lên đây, hai là có giấy chuyển viện, một số nơi thì sẽ có giấy chuyển viện. Và để khắc phục tình trạng này, điều quan trọng là các trung tâm y tế cần nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị y tế hiện đại, thực hiện tốt các phẫu thuật loại 3 để thu hút người dân đến khám và điều trị tại nơi đăng ký bảo hiểm y tế ban đầu, góp phần hạn chế tình trạng vượt tuyến, chuyển tuyến, gây tốn kém thời gian và tiền bạc của người bệnh. Mời quý vị và bà con đến với mục thông tin cùng nhà nông. Thưa quý vị và bà con, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các hộ chăn nuôi, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh huyện Văn Giang phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh tổ chức tập huấn các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Tại buổi tập huấn, các hộ chăn nuôi được giới thiệu một số đặc điểm của bệnh dịch, triệu chứng bệnh, các thời điểm và cách nhận biết khi đàn lợn nuôi có dấu hiệu nhiễm bệnh, các biện pháp ngăn chặn phòng chống khi xuất hiện dịch, yêu cầu về vệ sinh tiêu chuẩn chuồng trại, thức ăn, nước uống môi trường, phương pháp kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, theo dõi diễn biến của đàn lợn, yêu cầu vệ sinh thú y trong khi đàn lợn nuôi khỏe mạnh và đặc biệt khi khu vực lân cận đã xuất hiện dịch. Những yêu cầu bắt buộc trong chăm sóc như vệ sinh khử trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi giết mổ, trao đổi vận chuyển lợn. Khi phát hiện có dấu hiệu dịch, thực hiện nghiêm túc 5 không, đó là không giấu dịch, không mua bán, không vận chuyển, không vứt xác lợn chết bừa bãi và không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý. Buổi tập huấn thu hút được trên 100 các hộ chăn nuôi, cán bộ thú y các xã thị trấn tham gia. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tả lợn châu Phi, để bảo vệ đàn lợn, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn thôn Duyên Linh, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử đã tăng cường nhiều biện pháp để phòng dịch. Thôn Duyên Linh là địa phương có số hộ chăn nuôi lợn nhiều nhất của huyện với trên 1.000 con. Để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn, ngoài biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của ngành thú y, những ngày qua các hộ chăn nuôi trên địa bàn thôn đã chủ động làm hố sát trùng ngay trên các tuyến đường, ngõ xóm và các trang trại nhằm mục đích tất cả các phương tiện qua lại đều được sát trùng. Trung bình mỗi tuyến đường có từ 3 đến 4 hố sát trùng. Bên cạnh đó, các trang trại còn chủ động diệt chuột, tránh để mầm bệnh lây lan, đồng thời vệ sinh rác vôi bột và phun thuốc khử trùng tại các kênh mương gần với khu vực chăn nuôi. Nhờ tích cực học hỏi kinh nghiệm áp dụng đúng khoa học kỹ thuật và chăn nuôi, đến nay, trang trại nuôi gà của gia đình ông Phan Tiến Quân, thôn Đỗ Xá, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2007, gia đình ông Quân đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi gà. Hiện gia đình ông nuôi 10.000 con gà đẻ trứng. Thời gian cao điểm ông nuôi 30.000 con, mỗi con gà nuôi khoảng 5 tháng, bắt đầu cho đẻ trứng. Trung bình một ngày thu trên 8.000 quả trứng. Thương lái đến tận trang trại thu mua với giá bán từ 1.100 đến 2.100 đồng một quả, tùy từng thời điểm, đem lại doanh thu hàng tháng cho gia đình ông 250 triệu đồng. Có được thành công như vậy là nhờ ông đã áp dụng nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi khép kín theo hướng công nghiệp, trong đó yếu tố phòng chống dịch bệnh và chế độ dinh dưỡng được đặt lên hàng đầu. Thưa quý vị và bà con, thời tiết những ngày vừa qua thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh gây hại phát sinh. Để cây phát triển được thuận lợi, bảo toàn năng suất, các nhà vườn cần chủ động các biện pháp để phòng bệnh. Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, bệnh sương mai thán thư tiếp tục xuất hiện rải rác trên diện tích nhãn đang ra hoa, tỷ lệ hại phổ biến 0,5 đến 1% số chùm hoa, nơi cao 2 đến 3% số chùm. Sâu vẽ bùa tiếp tục gây hại ở những cây có múi đang ra lộc xuân, tỷ lệ hại phổ biến từ 3 đến 5%, nơi cao 7 đến 10% số lá non. Bên cạnh đó là dày chổng cánh, dẹp muội, nhện đỏ tiếp tục xuất hiện và gây hại nhẹ rải rác. Để phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại, trạm bảo vệ thực vật các huyện, thành phố cần hướng dẫn nông dân phòng trừ. Khi bệnh sương mai thán thư xuất hiện, cần phòng trừ sớm bằng thuốc fitosid 50 WB, ridomil 68 WG, camilo 150 ST. Trên cây có múi, theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh chính như sâu vẽ bùa, dây chổng cánh, bọ trĩ, dẹp muội và hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ nơi có mật độ cao ở thời kỳ cây ra lộc non, ra hoa, đậu quả bằng các thuốc đặc trị như Movento 150 OD, Actara 25 WB, phòng trừ nhện đỏ bằng các thuốc đặc trị như Otus 5 SC, Detect 50 WB, tuyệt đối không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trên các loại cây trồng, chỉ sử dụng thuốc khi cần thiết. Hiện tại, lúa xuân đang trong thời kỳ đẻ nhánh, một số diện tích gieo cấy sớm đang trong thời kỳ đẻ nhánh rộ. Với điều kiện thời tiết mưa phùn, độ ẩm không khí cao như những ngày vừa qua sẽ là điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh đạo ôn hại lúa phát triển. Để phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ bệnh kịp thời, một thông tin cùng nhà nông tuần này chúng tôi xin giới thiệu với bà con một số biện pháp sau. Do cây lúa đang trong thời kỳ phát triển, cần nhiều dưỡng chất để tập trung đẻ nhánh. Chính vì vậy, bà con nông dân đã và đang tập trung bón thúc cho lúa, cộng với điều kiện thời tiết bất lợi những ngày vừa qua đã làm cho một số diện tích lúa xuất hiện vết bệnh đạo ôn. Tôi hay phun phòng đạo ôn coi như là Finea, phun từ cái lúc đầu đến lúc lúa con cái đến lúc rỗ. Sản phẩm của Finea này là tốt, phun phòng được thì nó không bị rớt, còn nếu mà mình mà không phun nó mà bị thì là nó nùn hẳn xuống. Nó hỏng. Bệnh đạo ôn thường phát triển mạnh và gây thiệt hại nặng trong vụ đông xuân. Điều kiện thời tiết lạnh, độ ẩm cao và sương mù về đêm thời gian qua là điều kiện thuận lợi để bệnh phát triển. Bệnh gây hại chủ yếu giai đoạn mạ đẻ nhánh. Triệu chứng ban đầu có màu xám xanh sau chuyển sang nâu. Do nấm tấn công vào mạch dẫn gây cản trở việc vận chuyển các chất dinh dưỡng nuôi lá thân và hạt, làm cho lá thân dễ gãy, hạt bị lép lửng. Đối với cái bệnh đạo ôn thì bà con đặc biệt phải lưu tâm khi mà bệnh đạo ôn mình không được để nó quá nặng mình mới đi phòng trừ, mà mình nên kiểm tra đồng thường xuyên. Nếu như xuất hiện các cái vết chấm kim hoặc là mới chớm xuất hiện thì chúng ta phải phòng trừ ngay thì mang lại cái hiệu quả tốt nhất cho bà con. Và đối với giai đoạn này thì bà con đặc biệt lưu tâm là khi chúng ta bón phân thì cũng bón cân đối đạm lân kali, chúng ta không nên lạm dụng cái lượng đạm quá nhiều. Thì đấy cũng là nguyên nhân làm cho bùng phát cái bệnh đạo ôn. Thì bà con lưu tâm là phun thuốc thì chúng ta phải tuân thủ cái nguyên tắc bón đúng, đúng thuốc, đúng không ạ? Rồi đúng cách, đúng liều lượng nồng độ, đúng cái thời điểm chúng ta sử dụng để mang lại hiệu quả cao nhất. Và đặc biệt đối với lúa thì giai đoạn này thì chúng ta cũng nên phun vào lúc sáng sớm, cái lúc mà lúa nó đã khô xương hoặc là lúc chiều mát để mang lại cái hiệu lực tốt nhất. Hiện tại, bệnh đạo ôn lá đang xuất hiện và gây hại nhẹ cục bộ trên giống lúa nhiễm như nhóm lúa nếp Q5, tỷ lệ hại nơi cao 0,5 đến 1% số lá, nơi cao 3 đến 5% số lá, cá biệt có ruộng trên 10% số lá. Do bệnh khó phát hiện lại có khả năng lây lan nhanh nên bà con cần thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.